Chào mừng anh em đã quay trở lại với Lì Xì Moji. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Và hôm qua mình đã hứa thì hôm nay chúng ta đến với cái video đó chính là chọn tay cầm chơi Tết. Hiện tại thì các bạn xem xong, các bạn thích, các bạn phải đến ngay lập tức Hà Nội Computer để mua. Tại vì chúng mình hoạt động xuyên Tết. Và các bạn có thể qua ngay cơ sở Bảo Ba Thái Hà và mua cái tay cầm nào các bạn thấy ưng. Các bạn biết tin gì chưa? Hà Nội Computer mở cửa xuyên Tết từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 tại cơ sở 43 Thái Hà. Áp dụng khuyến mại, cứ mua hàng là có lì xì cho tất cả các đơn hàng online hoặc mua trực tiếp. Chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Và nếu các bạn chưa biết thì những cái tay cầm trên tay mình này thì nó dùng để cho các bạn chơi game, đặc biệt nếu mà sớm nhất thì các bạn chơi thứ nhất là các game RPG, tức là những game nó dành cho tay cầm như là kiểu Witcher này hay là kiểu Borderlands, chơi bắn súng kiểu đi cảnh rất là vui. Và thứ hai đó chính là chơi game thể thao như là FIFA. Thì đấy, giới thiệu qua. Thì hiện tại trên tay mình đang là 4 mẫu tay cầm có thể nói là phổ biến nhất bây giờ. Mình không nhắc đến các mẫu giá rẻ tại vì thực ra nó có khá nhiều vấn đề. Và bản thân mình đã dùng khá là nhiều đời tay cầm rồi, nên mình chung quy trở lại vì có hai loại tay cầm mà mình cảm thấy là hay nhất. Đó chính là tay cầm của PlayStation và tay cầm của Xbox. Thì đầu tiên, rẻ nhất là hiện tại đó chính là chiếc tay cầm của PlayStation 4. Thì cái mẫu này ấy, nó có giá khoảng tầm là 1 triệu tư. Và mặc định đây là một chiếc tay cầm dành cho các bạn dùng máy PS4 thường, là PS4 Pro, PS4 Slim đều đi kèm tay cầm này hết. Và thiết kế của nó ấy, thực sự thì nó khá là cơ bản và anh em chơi nhiều PS ấy, thì cũng khá là quen với kiểu tay cầm này rồi. Chúng ta có đầy đủ các nút, đó là 4 nút này, 4 chiều hướng này, 2 analog và L1, R2, R1, R2. Thì toàn bộ tay cầm này các bạn mặc định nó dành cho PS4 nhé. Nên là các bạn muốn dùng với máy tính ấy, thì các bạn sẽ phải thông qua một phần mềm, đó chính là phần mềm DS4. Thì mình để link ở phần dưới mô tả video. Anh em tải về cắm tay vào hoặc là kết nối Bluetooth và chơi thôi. Nhưng mà với những cái kinh nghiệm mình sử dụng ấy, thì tay cầm PS4 này anh em dùng với PC thì hãy cắm dây, chứ đừng dùng Bluetooth. Tại Bluetooth nó bị hiện tượng delay khá là nặng. Tại vì bản thân tay cầm PS4 này nó sinh ra dành cho console chứ không phải dành cho PC. Nhưng mà bù lại thì cái cảm giác tay cầm của PS4 rất là quen thuộc. Anh em nào chơi từ trước đến giờ, anh em chơi rất nhiều pet ngoài hàng thì anh cầm tay cầm PS4 là thoải mái melee. Nhưng chỉ bù lại một cái, tại vì do tay mình khá là to và khổ găng tay của mình khoảng tầm 21-22 phân nhá. Thì các bạn muốn đo thử thì khi mình cầm này này, thì nhất là do cái kích thước khá bé của tay cầm PS4 nên là nhiều lúc mình di chuyển như này thì nó sẽ bị chạm tay vào nhau. Và thứ hai đó chính là cái phần khớp bên tay trái mình khá là mỏi nếu mà mình chơi game khoảng tầm 4-5 tiếng liên tục. Còn nếu các bạn nào tầm tay cỡ trung bình và cỡ vừa của người Việt Nam ấy, thì mình nghĩ là các bạn cầm tay cầm PS4 không có vấn đề gì cả. Và nói đi nói lại thì đây là một cái tay cầm nó rất là phổ biến và giá thành khá là rẻ, khoảng tầm 1 triệu tư. Và pin của nó thì các bạn dùng được khoảng tầm là 5-7 tiếng liên tục chơi. Và đây là pin sạc, anh em thoải mái không phải mua pin gì cả. Và sạc thì cắm thẳng vào máy mà dùng thôi. Và anh em nào mà có PS4 ở nhà ấy, thì dùng luôn được PC khá là tiện. Và sau đời PS4 hiện tại Sony đã ra PS5 rồi. Và hiện tại tay cầm của PS5 cũng đang bán lẻ, giá bán của nó là 2,2 triệu. Tức là cao hơn khá là nhiều so với cả PS4. Nhưng bù lại thì ngay từ lúc đầu tiên mình cầm vào tay PS5, mình đã cảm thấy được có sự cực kỳ chắc chắn. Và họ đã thay đổi một chút vị trí, dịch chuyển một chút vào tay cầm to ra. Nên là hiện tại mình để này, nó sẽ không bị chạm nhau nhiều nữa. Gần như không bị chạm nhau nữa và di chuyển khá là thoải mái. Ngoài ra vị trí của 4 nút là vuông tam XO hay gọi là thế, thì nó cũng được đặt khá là hợp lý. Chỉ có điều đó chính là cái phần mình cảm thấy nó hơi zip hơn so với cả cái tay cầm PS4. Nhưng mà cái này thì có lẽ là không quan trọng lắm. Tại 4 nút, 4 điều hướng này rất ít anh em dùng, mà dùng chủ yếu đó chính là hai cái cần analog này thôi. Thì toàn bộ tay cầm này PS5 thì mình thấy là kích thước của mình, nhìn thấy là nó to hơn PS4 khá là nhiều. Bạn nhìn này, dài hơn hẳn một khoảng luôn. Và vì thế mình cầm, đối với người tay to như mình ấy, thì cầm tay PS5 rất là thoải mái. Và kết nối của PS5 cũng dùng kết nối USB Type-C rất là thời thượng, nên là các bạn có thể cắm nó tiện lợi. Và PS5 vẫn dùng pin giống như PS4 và thời gian sử dụng cũng gần như là tương đương. Và nhưng một cái khá là buồn đó chính là tay PS5 các bạn vẫn phải dùng thông qua phần mềm DS4, hoặc là một vài game Steam bây giờ họ đã hỗ trợ trực tiếp tay cầm PS5 kết nối vào là dùng thôi, nhưng mà vẫn chưa nhiều. Nhưng mà bù lại thì PS5 họ có tính năng rất là hay, đó chính là cái lực của cái cò này nó thay đổi khi mà tùy game. Nhưng mà rất là đáng buồn, cái này chỉ hỗ trợ khi mà các bạn dùng với cả game của PS5 thôi và chơi trên PS5, còn chơi trên PC thì gần như tính năng này đã bị cắt hoàn toàn và mình không biết là trong tương lai hỗ trợ hay không. Nhưng mà bù lại với cái giá 2,2 triệu thì cảm giác mình cầm đối với PS5 là sướng hẳn hơn nhiều so với cả tay cầm của PS4. Nhưng mà cái phần này, PS5 họ dùng đó chính là phần nhựa nhám ở dưới này, anh em dùng lâu ấy, đảm bảo nó xịt màu, nó bám rất là bẩn.
Em thấy tra trên mạng thì khá nhiều hình và dùng lâu tay cầm PS5 nó bẩn và phải chịu khó lau lại vệ sinh sạch sẽ. Và mình nói con này là 2,2 triệu, một trong những tay cầm đắt nhất hiện tại, tay cầm phổ thông đắt nhất hiện tại. Và chúng ta đi qua đó chính là mấy hai sản phẩm của Sony rồi nhá, thì PS4 và PS5. Thì Microsoft cũng có, nếu các bạn biết thì Xbox họ cũng có tại thị trường Việt Nam, nhưng mà Xbox thì rất ít người chơi. Và bù lại nhưng mà tay cầm họ bán rất là được. Thì đầu tiên đó chính là tay cầm của Xbox Series X. Thì Xbox One, mình nhầm, đây là tay cầm Xbox One giá khoảng tầm 1,7 triệu, tức là mức tầm giữa tay cầm PS4 và PS5. Thì tay cầm Xbox này, mình nói thẳng đây là một tay cầm tốt nhất dành cho máy tính, tại vì nó sinh ra dành cho PC. Với những người tay to như mình á, mình cầm khi Xbox họ để cái phần di chuyển ở bên tay trái hoặc cao lên trên ấy, thì mình cầm thứ nhất là di chuyển nó rất là tiện, nó không bị đau tay. Nó không bị đau tay so với việc mình cầm tay cầm một PS5, PS4. Và lý do vì vậy là mình dùng tay Xbox rất là nhiều, nên là mình cảm giác là chơi cái tay Xbox ấy thì nó thoải mái cơ tay hơn. Và ngoài ra phần Xbox họ cũng làm một tay cầm dạng béo, nên là cầm nó cũng khá là thoải mái và ôm tay. Chỉ bù lại đó chính là tay cầm Xbox này này, thì nó sinh ra dành cho PC rồi nhá. Toàn bộ tính năng của Game Center các bạn có thể Game Center các bạn hoàn toàn điều khiển được thông qua tay cầm Xbox. Và nhưng mà bù lại thì đó chính là Xbox họ không dùng pin sạc như là trên PS4 và PS5. Bạn phải mua pin. Các bạn phải mua pin nếu các bạn nào các bạn có điều kiện, mua những cục energizer dùng khá là trâu. Nhưng mà thực sự là những cái lúc mà yếu pin ấy, nó dùng khá là ức chế. Và mình vẫn thích là Xbox họ hãy làm pin sạc như trên PS5. Nhưng mà Xbox họ có một cái thỏa thuận với cả energizer ấy, thì họ sẽ không làm pin tất cả tay cầm Xbox từ bây giờ, từ khoảng tầm đời Xbox One này trở về sau. Và anh em có hai lựa chọn, một là mua pin ở ngoài, hai là anh em có thể là mua cục pin sạc khoảng tầm 200 hai cục và cầm thay nhau thôi. Đấy là một vấn đề với pin của Xbox. Còn lại thì do là cái Xbox này họ dùng là chuyên cho PC, nên là kết nối Bluetooth của Xbox vào PC rất là ổn định, và anh em gần như không hiện tượng delay rất là ít và gần như không thấy so với việc các bạn kết nối Bluetooth của PS4 và PS5. Nên là nếu anh em thích chơi tay cầm không dây thì đây là cái lựa chọn có thể đáng giá hơn nhiều, tại vì nó rất là ổn định. Và thứ hai là cái phiên bản đi kèm Xbox Series X mới, đó chính là Xbox tay cầm Xbox Series X. Nó đắt hơn cái tay cầm One này 100.000. Thì các bạn bù lại thì thực sự mình thấy nó chả khác gì con tay cầm cũ cả. Các bạn cầm tất cả mọi thứ vẫn ở đây, vẫn không khác một cái gì cả. Điểm khác biệt duy nhất của chúng ta đó chính là anh em có một cái nút share ở đây này, và cái nút điều hướng ở đây, nó làm người ta làm nút dạng là click key ý. Nên là điều hướng 4 chiều sẽ dễ dàng thoải mái hơn và sướng hơn so với cả những cái trên con tay cầm Xbox One này. Nhưng mà tổng thứ hai mức giá trên lệch của hai tay cầm này khoảng 100.000 thôi. Nên là gần như anh em nào mà thích những cái màu sắc như thế nào, tại vì màu sắc của trên phiên bản mà Series X này nó khá là rực rỡ và nhìn nó dạng màu như là màu nó đặc ấy, nhìn nó khá là hay ho. Và nhưng mà cái chính màu trắng này nó vẫn bẩn. Bản thân mình đã dùng một tay cầm Xbox màu trắng khá là lâu và thực sự là nó bám ghét, bám bẩn rất là kinh. Anh em nếu dùng màu trắng thì hãy chăm chỉ vệ sinh chứ đừng kiểu lười vệ sinh mua màu đen cho mình. Và tổng kết lại với bốn cái tay cầm này thì mình khuyên các bạn nhé, nếu mà các bạn muốn chơi không dây hãy mua cho mình đó chính là hai tay cầm Xbox không dây, tại vì cái nó không dây rất là ổn định. Và tay các bạn to, các bạn cầm tay cầm Xbox nó sẽ thoải mái hơn khá là nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cái trải nghiệm nó quen thuộc với các bạn đá PES trên PC, hoặc là các bạn muốn trending trên PC thay vì trên PS4 ấy, thì bạn mua cho mình hai tay cầm PS4 hoặc là PS5, hoặc là các bạn có thể dùng, các bạn nhà đang có tay PS, nhà đang có cái máy PS4 ấy, thì mua thêm cái tay và tiện thể dùng nó với máy tính, không dùng nó với máy tính luôn. Còn các bạn ở đây, các bạn đang xem video này thì các bạn thích lựa chọn tay cầm nào, PS4, PS5 hay là Xbox, tay cầm Xbox, thì cho mình biết trong phần mô tả video nhé. Hiện tại cả 4 tay cầm này đều được bán tại Hà Nội Computer và anh em xem xong có thể mua ngay lập tức, và hẹn gặp lại vào video ngày 4 Tết với một sản phẩm màn hình rất đặc biệt. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.